Bah, tous les netanyahu, chers amis, chers étudiants, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager la connaissance de la langue française. Je vais vous partager l'expression française. Bah, tous les netanyahu, sau sau có một cái video chấm này đăng ký sao bà rằng thay nước cứ nhâm đăng chạy đùm lại sầm nuôn vô hà sập chi phí sao bà rằng hai đam miên ca prai sầm rùa bình dô chi phí sao khắp mai từ căn này tăng học nha. Ok, anh chơi dương chạp bà đám tăng học nha thật lộp bà bị rư gật thật lộp lư kia thật ôn ta ai tha tục chọn được tục thế rứ có thọc lưu kinh dị tha cỏ hỏi con chư tiết thế rứ có dương là dị tha mới bài dị tha cổ bông tài đại lưu hỏi sạp tài mà tàu khâu sạp tài miền bánh hay xìm xì nha đại tiện tông tài năng phiếp lũng bạc rồi bảo dương chân dương tài tình dị tha tục chọn được tục tục chọn được tục. Ok, chẳng hạn thay nước cực nhau miền là expression, miền dùng vô hà sạp mùi, chạy chương tư cảnh này tăng ổn nha. Thì chính là sau này tăng ổn nha, châu ruộng, tu sân á, tăng bí đám, là hốt, là chọc. Ok, dừng chọc đám. Bạn, chân dương chi phí xa khám ai dương, dì thác tục cho lực tục. Hai nơi khu nông phí xa bà răng cực kì miền là expression idiomatic, miền là dùng vô hà sạp mùi. Là kinh dự thá, c'est la loi de Secchi. Trên đầu này đang hãy bây giờ dùng prai xâm rùa một biệt mà đông, cứ là loa, cứ chỉ chấp bạp mà. Là bây Secchi nâng cứ, mẹ thật vừa to to không nữa. Nếu không biết sao bà đang, cái này dùng dự thá là Secchi, cứ chỉ rương phía, rương phía. Chứ mà vì mình thật vừa chọc mà rương, nơi mà rương to phía, phía, rương hồ chẳng mà nữa. Vẫn thấy, ní cứ chỉ expression là bỏ biếm. Dương mơ à tận đây là bao nhiêu chữ sa bà rằng voilà donc vous voyez la signification la répétition des calamités. Alors répétition c'est les choses qui se passent encore et encore. Après ça la répétition nó cứ diễn biến. Tại vì ta vì vì đợt đấy đợt đấy vì cao một đồng hai một đồng tiền đó. Calamité cứ mê tha tục dù hai tha tục mà hoàn tả rai được bị bắt ấy chẳng mà calamité nào. Voilà donc on va voir les exemples. Vous voyez ce matin en allant au travail je suis tombé en panne d'essence. Au déjeuner ma fourchette est cassée. À l'heure du goûter, ma fille m'appelle pour me dire qu'elle a perdu son portable. Et pour couronner le tout le soir, en rentrant à la maison, ma femme me dit que le poulet est brûlé. Ce matin, en allant au travail, je suis tombé en panne d'essence. Au déjeuner, ma fourchette est cassée. À l'heure du goûter, ma fille m'appelle pour me dire qu'elle a perdu son portable. Et pour couronner le tout le soir, en rentrant à la maison, ma femme me dit que le poulet est brûlé. D'ailleurs, à la fin de la journée, je me suis pê prọc nó, prọc mấy nó. Pê đài thư đầm nào từ thư cá, sạp tay ọ sang nó, sạp tay ọ sang ai thà mà tàu ọ sang ai thà lan ọ sang chân tới. Au déjeuner, ma fourchette est cassée. Hay là pê à, bài thang ai trao nó, sẽ ta xòm, nó xòm. Là dương à, prao nó bạc, rồi có dương ai thà bật sân chiêu xòm bạc, tức sạp bạc chân tới nó.
À l'heure du goûter, ma fille m'appelle pour me dire qu'elle a perdu son portable. Hay à peu đã thử nhầm hay nó. Nó peu đã thử nhầm hay nó. Cô nó có tôi sắp mà. Con sẽ bọc nhầm nó. Tôi sắp một nhầm tháng niềng bạc tôi sắp hay. Et pour couronner le tout le soir en rentrant à la maison, ma femme me dit que le poulet est brûlé. Hãy nó bê tà lọp cho tập tè vinh. À bê cho đó tè nó. Sẽ lọp tè bà bôn khu nhóm còn dễ thà. Món nó cứ khlọc cho hai. Mẹ thà dương dọc món thường hộp chứ. Mà thà bị khlọc cho hai. Chính tố nó khơi nhỉ. À sao cho đường nó cứ vừa tục cho là tục mà. À thì dương hai ta sôi là sôi rồi kì. Nó tục ọc bì mà rưỡng. Từ mà rưỡng thì khơi nhá. Mà tô ọc sang phong. Xóm bạ phong. Con tê tụ sắp mà tha bắt tụ sắp tiết hơi châu tụ tia với cái bông thật liên phóng sắp thêm món là tha thường một hộp nó cloud ở tiết nữa chứ như khởi nhé sẽ là lúa để xe khi là dừng mưa to tiết example mon portable est tombé dans l'eau et je suis fauché c'est la loi de ces cris. Mon portable est tombé dans l'eau et je suis fauché. C'est la loi de ces cris. De minute, tout le sable de bok nhom nan kut lạ tập. Hoi, kyom đại lôi điện. Je suis fauché ki đại lôi. Admin lôi tê. C'est la loi de ces cris. De minute, petit tuk. Petit tuk cho le tuk man. Petit tuk man. Ok. À đây dương tay người ta cào hai con chữ tiệt ok ok dương một tiêu hoa tí Damien est testé positif à la COVID-19. On lui annonce en plus qu'il n'est pas pris à son concours. De minute Damien non tout à l'heure sera de mien à vous de mien COVID d'abord bon quand tout à l'heure quand vous de mien on lui annonce en plus qu'il n'est pas pris à son concours. Hi, kê bạc ca tiết thạc quát nó, mình trao bán châu rùm ca bạc quát tê. Nhưng khơi nhé, COVID, thưa tê thức bây giờ miên COVID đọc bằng buồn hai bà to mà tiết. À, đã bị bà lo nó mà bán châu bà lo tiết. Mình chẳng cứ bị bà tiết tục, cho lực tục mà nó, ok. On lui annonce en plus qu'il n'est pas pris à son concours. C'est la loi des écrits. Un petit tuk chuan le tuk man. Chư phong, admin chung mô long tiệt. Mình nên chẳng hát ổn nế. Ok, donc, merci d'avoir regardé. Notre expression aujourd'hui est terminée. Et si vous voulez regarder d'autres expressions, vous pouvez attendre. Et donc, à la prochaine vidéo, je vais vous partager d'autres expressions françaises. How your video crowded kick him down bong hand, a charum lad, some noon was up, saint it the Canada of near. Oui, merci beaucoup, bonne journée. Encore, so my socks of by, so my mint high all.